Rồi, vườn mai chiếc chè bông xin chào quý cô chú anh chị cả nhà ơi. Đây là một cái em siêu phẩm của vườn mai nhà em, đó chính là tiếng vua bông chùm nhé cả nhà. Tiếng vua bông chùm nha, nụ nó từ ở dưới lên nụ lên luôn nè cả nhà, nhìn nè. Trời ơi trời, quá tí rồi cả nhà ơi. Đây, không còn chỗ chứa nữa luôn ha, quá trời luôn đó. Rồi, bên vườn mai nhà em thì có hàng cây giống nha, từ cây mẹ ra cây con. Thì cái con chắc chắn nó sẽ giống cây mẹ, tuy nhiên là hàng này bây giờ chỉ làm giống thôi, không chơi tết được cả nhà. Ôi cây cao rồi nha, cây này hôm nay lấy bo nhiều lắm luôn nè, ghép đến thú ha. Đó, cây này cao chắc cũng khoảng 30 xăng hết rồi cả nhà. Rồi giá ngày hôm nay em giao lưu với chúng ta là 200k một cây nha cả nhà ơi. Đây là hàng tiếng vua bông chùm nha. Đó, đây nè, nó nhỏ chứ ở dưới nó cũng có nách nè ha, cả nhà nhìn thấy ha. Để trái bí cũng có luôn nè. Đó, đây là hàng tiếng vua bông chùm nha. Rồi ngoài cái tiếng vua bông chùm thì bên em sẽ có hàng cúc bạch mai. Thì cả nhà đã biết rồi, bên vườn mai nhà em là bao chuẩn giống cho chúng ta. Hàng cúc bạch mai này về chúng ta có thể lấy được một ít bo nha cả nhà. Đây, bạch mai thì nó nhiều loại, tuy nhiên cúc thì chỉ có một loại thôi ha. Cúc bạch mai, hàng này em đã test mặt hoa rồi nha. Cúc bạch mai thì 250 một cây, còn tiếng vua là 200. Nếu mà chúng ta lấy hai cây thì bên em được bao ship cho cả nhà nha cả nhà. Đây là hàng cúc bạch mai nha. Rồi bên đây là hàng tiếng vua nha cả nhà ơi. Ai thích loại nào alo cho chiếc chè nha cả nhà.